Thầy Hai Bình, tác giả Duy Hoàng. Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng sông nước miền Tây. Cuộc sống của người dân nơi đây nhìn chung là yên bình và thong thả lắm. Từ khi tôi bắt đầu biết nhận thức, thì quanh năm tôi chỉ thấy bà con nơi đây gắn bó với ruộng đồng làng mạc và con đò cái lưới. Tuy cũng còn hơi khó khăn, nhưng nhìn chung cũng không phải lo cái ăn cái mặc hàng ngày. Nói sơ về nơi tôi sinh sống, thì nó là một cái xóm ven con sông Tiền. Nghe nói tới đây, chắc các bạn ở miền Tây cũng biết con sông Tiền nó yên ả quanh năm, bồi đắp phù sa cho vùng quê này thêm trù phú. Không những vậy, nó còn góp phần quan trọng vào việc thau chua, rửa mặn, tưới mát cho mùa màng cây cối. Người dân quê tôi quý con sông này lắm. Họ tôn trọng nó như một người mẹ hiền lầm lũi đã nuôi sống biết bao nhiêu thế hệ người dân vùng quê này. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại. Con sông đó tuy hiền từ là vậy, bao dung là vậy, nhưng cũng có khi nó nổi giận đùng đùng, làm cho người dân quanh vùng cũng phải bao phen lao đao khốn đốn. Đó là mỗi đợt lũ về. Lũ về thì có năm nước lên chậm, mọi người còn kịp chuẩn bị mà sơ tán. Nhưng cũng có năm nước nó lũ cuồn cuộn dâng lên ào ào, làm cho mọi người không kịp chuẩn bị, mà cứ vậy nhà cửa ruộng vườn, rồi trâu bò heo gà thì cũng theo con nước dữ mà trôi đi. Để lại một vùng hoang vu đổ nát, thậm chí nó có những người cố ở lại giữ một chút của cải, mà cuối cùng đến cả cái xác cũng mất hút trong dòng nước, rồi nằm lại dưới đáy sông lạnh lẽo. Cái câu chuyện lũ về, rồi cuốn dài người mất tích, vốn đã không còn xa lạ với người dân quê tôi. Họ cũng đã chấp nhận sống chung với lũ từ lâu. Có người còn chờ lũ về đem theo tôm cá từ thượng nguồn để mà làm kế sinh nhai. Nhưng chuyện lạ ở đây là mỗi khi nước lũ rút đi thì kiểu gì cũng có vài cái xác chết trôi ở đâu đó không biết, nó cứ mắc lại ở bãi bồi xóm tôi. Ít thì một hai cái, có năm tới 4-5 cái xác ở lại. Năm nay là nhiều nhất, có đến tận 8 cái xác chết trôi nằm trơ lại trên bãi bồi. Chưa bao giờ nhiều như vậy. Và rồi cũng từ đây mà bắt đầu xảy ra những câu chuyện ma quái mà mỗi khi kể lại tôi vẫn còn thấy rùng mình về cái khúc sông đó. Câu chuyện bắt đầu vào một buổi sáng khi nước vừa rút. Trên con đường dẫn ra khúc sông này vẫn còn toàn là bùn đất trơn trượt, cành cây rồi xác động vật chết nằm la liệt dưới cái nắng trưa oi ả, đang dần bốc lên những mùi tanh hôi khó chịu. Tôi cùng với đám thanh niên choi choi ở trong xóm đang đi thì gặp bác Tám là cán bộ xã đang từ từ lái cái máy cuốc, hay còn gọi là cái máy múc theo cách gọi của địa phương. Chúng tôi từng chút chậm chạp đi trên con đường trơn như đổ dầu. Thấy bác thì tôi kêu lớn: "Ủa bác Tám, con chào bác. Bác đi đâu mà lái cả cái máy cuốc đi vậy?" Bác Tám nghe tôi gọi thì cũng lái xe lại gần rồi tắt máy. Xong bác ngồi trên xe mà nói lớn: "Tao ra mé sông chứ đi đâu. Bây không biết gì hả? Vừa có người báo tao là có gần chục cái xác chết đuối đang nằm la liệt ngoài đó kìa. Đúng thiệt là khổ mà. Năm nào vô cái đận này đó thì tao cũng phải đi làm cái chuyện đào hố chôn xác. Bây nghĩ coi, tao có giống mấy cái thằng cha phu mộ hay không?" Thằng cò trong đám nghe bác nói như vậy thì vội trả lời: "Ủa bác, sao mà có nhiều người chết dữ vậy? Mà mấy người đó nhảy xuống sông chết chùm hay gì mà quá trời vậy cả?" Nghe nó nói, tôi đưa tay cú vào đầu nó một cái thiệt đau.
Trời ơi cái thằng này, mày ngu quá vậy cò. Con nước lớn vừa qua là kiểu gì mà không có cái xác chết trôi dạt vào cái xóm mình. Năm nào mà không vậy. Mày ăn nói cho cẩn thận nghe, kẻo người ta nghe được thì về kéo mày đi theo đó nghe. Thằng cò nghe tôi nói xong thì vừa xoa xoa cái đầu vừa tiêu nghỉu. Tao quên. Bác Tám thấy vậy thì cũng nghiêm mặt nói lớn. Thằng Bắp nó nói cũng đúng đó. Phải coi cẩn thận cái miệng lại nghe không. Thôi, tao đi cho kịp ạ. Bà con đang đợi đó. À mà nè, tao cấm nghe. Từ nay cho đến hết 49 ngày nữa, tụi bay không có thằng nào được ra khúc sông bãi bồi đó mà bơi mà lội nghe chưa. Tao mà biết đứa nào ra đó, tao mét bà tụi bay đánh cho què giò đó nghe chưa. Đang định nổ máy chạy tiếp, thì bác Tám lại nói. À, còn nữa. Giờ vậy nghe. Bay đi báo cho thằng Sáu kêu nó tập hợp thêm tầm chục đứa nữa đi. Tụi bay coi làm sao giải quyết mấy con vật chết dưới mấy cái cành cây trên đường kia kìa. Chứ để vậy nó bốc mùi lên ai mà chịu cho nổi. Không chừng sinh ra bệnh đó nghe không. Dọn dẹp sạch sẽ đi thì cũng tụi bay với người nhà tụi bay chứ ai đâu mà thiệt. Vậy nghe, tao đi cho kịp giờ đó. Nói xong bác Tám lại nổ máy đi. Chiếc xe máy cuốc của bác từ từ lầm lũi tiến về phía mé sông. Rồi thì thằng Toàn nó lên tiếng. Ê tụi bay, sao mà bác Tám không cho tụi mình lại gần khúc bãi bồi vậy cả? Ở đó tụi mình vẫn thường hay ra ngồi câu cá đêm mà đi xe ếch nữa. Tao thấy vui mà. Tao cũng không biết nữa. Nhưng mà bác Tám đã nói vậy thì thôi, nghe đi, đừng có hỏi nhiều. Hơn nữa, hồi nãy bay không nghe bác nói mới có gần chục cái xác chết dạt vô đó hay sao? Thôi thôi thôi, đừng có ra nữa. Cho nó lành. Chuyện bây giờ là đi kiếm anh Sáu. Rồi làm như bác Tám nói đi. Không là bị chửi tét đầu bây giờ đó. Đi lẹ đi. Nghe xong thì mấy thằng kia cũng vội vàng đi theo tìm bác Sáu. Sau một lúc tìm kiếm tập hợp thì cũng đã có đủ lực lượng. Chúng tôi, người thì cầm cuốc xẻng, người thì cầm cái chổi chà, đồ hốt rác, rồi cả cái bao tải nữa, lên đường, bắt đầu dọn dẹp con đường vào xóm. Lũ năm nay lớn thiệt, nhưng cũng may là được cảnh báo từ trước, nên cũng không có thiệt hại về người. Có gia súc không kịp chuyển đi thì phải chịu mất mát đôi chút. Nhưng còn người là còn của, lo gì không kiếm lại được. Vậy là mỗi người chúng tôi bắt tay vào công việc. Người thì đi chôn xác mấy con vật chết, người thì chặt mấy khúc cây chắn ngang đường. Cứ như vậy, mặc dù giữa buổi trưa mồ hôi nhễ nhại, nhưng chúng tôi không ai bỏ về cả. Tất cả đều hăng say lao động với hy vọng con đường sẽ trở lại như cũ. Đang hăng hái làm việc, thì chợt từ ở bên ngoài mé sông vang lên những tiếng kêu la trầm trời của nhiều người vọng lại. Chúng tôi ngẩng đầu lên thì không ai hiểu có chuyện gì đang xảy ra đó. Chợt thấy một người đàn ông chạy xe máy như bay về phía xóm mình. Chúng tôi mới gọi lại hỏi chuyện. Ủa, chú Chính, chú làm gì mà chạy như ma đuổi vậy chú? Chú ở ngoài mé sông về hả? Có chuyện gì mà ngoài đó ầm ĩ lên vậy chú? Ông Chính vẻ mặt vẫn còn tái xanh, hơi thở gấp gáp, ông nói từng câu đứt đoạn. Trời đất ơi, bay ơi, ông Tám ổng. Chúng tôi nghe nhắc đến chú Tám, thì tất cả đều giật mình, ngừng tay làm, chạy lại nghe ngóng. Chú Tám, bị sao hả chú? Hả chú? Trời ơi, bay ơi, ông Tám ông đang đào mấy cái hố để chôn mấy cái xác chết đuối. Tự nhiên cây, ông bị cái gì đó không biết. Ông quay qua quơ cái gầu mút tứ tung hết, xém nữa đập trúng người ta. Rồi cũng không biết tại sao mà đột nhiên ông quay về phía sông, rồi cứ vậy mà rồ ra lao thẳng xuống sông à. Trời đất ơi, tụi tao thấy vậy hoảng quá, mà cũng không biết làm sao nữa, tại con sông này nó lớn quá mà. Vậy là ổng với cả cái máy cuốc á, từ từ chìm nghiễm xuống sông rồi bay ơi. Tao đang vội chạy về báo cho người nhà ổng biết đây nè, thiệt là khổ à. Ông Tám á bình thường tốt tánh vậy á, mà hôm nay gặp phải cái quà gì nó không biết nữa. Thôi, tụi bay tránh ra đi, để tao về báo tin cho kịp nè. Thiệt tình à, trời ơi là trời. Chúng tôi nghe tin ông Tám gặp tai nạn thì cũng bất ngờ lắm. Không ai nói ai, rồi quăng lại cả đồ đạc mà chạy ra mé sông, mặc kệ luôn cả lời dặn của chú Tám lúc trước rằng cấm chúng tôi không được ra đó. Đoàn người chúng tôi
hì hục chạy một lát thì cũng đã đến mé sông. Ra đến nơi, chúng tôi thấy mấy người dân đang túm lại bàn tán cái gì đó. Trên mặt đất thì có mấy cái hố đang đào dở, kèm theo đó là những vết bánh xe chằng chịch trên mặt đất kéo cày xới khúc bãi đồi lên y như một cánh đồng chuẩn bị gieo hạt. Vết bánh xe kéo dài ra tận bờ sông rồi mất hút dưới làn nước đục ngầu đang cuồn cuộn chảy. Một người trong số chúng tôi kêu lớn: "Trời ơi, sao mọi người còn đứng đó? Mau nghĩ cách gì mà cứu chú Tám đi chứ, đứng đó hoài chi vậy?" Một ông già lên tiếng trả lời: "Bày giỏi thì bày nhảy xuống cứu ổng đi. Nước sông lớn vậy mà nhảy xuống là mồi cho hạ bá chứ không chơi ạ." Ông già nói xong thì cũng chắp tay sau lưng mà đi về. Vừa đi ông vừa nói: "Ý trời mà, cái xóm nhỏ này sắp tới có chuyện lớn rồi đó, rồi sẽ không có ai được bình yên nữa." Ông già cứ lẩm bẩm mấy câu như vậy mà không ai hiểu ông ta đang nói cái gì. Mà có lẽ cũng không ai để ý tới lời nói của một ông già kỳ quái khi mọi thứ xung quanh đều đổ dồn sự quan tâm vào chú Tám vẫn còn đang trầm mình ở dưới dòng nước đỏ ngầu giận dữ kia. Chúng tôi cũng muốn cứu chú Tám lắm, nhưng mà theo tình hình cho thấy thì với cái dòng nước xiết, chú Tám chắc cũng không còn ở chỗ chú rớt xuống nữa, mà có lẽ giờ này đã bị cuốn đi tận nơi nào rồi. Lành ít dữ nhiều, mặc dù rất muốn cứu người, nhưng một khi đã rơi vào cái bàn ăn của Hà Bá, chúng tôi cũng đành lực bất tòng tâm, không có cách nào giúp đỡ, chỉ biết đứng trên bờ mà đưa mắt nhìn xuống dòng nước với một sự buồn bã và đau xót tận tâm can. Giữa lúc đám đông vẫn chưa biết phải làm gì, thì từ xa có tiếng khóc lóc lớn của một người phụ nữ vang lên, nghe não nề thê lương lắm, khiến cho ai đang có mặt tại khúc sông đó đều cảm thấy bùi ngùi, nghẹn nghẹn ở trong lòng. Đó không ai, chính là của cô Thu, vợ của chú Tám. Mấy người đàn ông túm tụm bàn tán sau khi nghe những tiếng khóc than xé lòng của người quả phụ mà ai nấy đều im bặt. Không ai nói ai, họ tiến lại chỗ người phụ nữ đang khóc rũ rượi kia mà an ủi. Một cô trong số đó hình như là quen biết với cô Thu lên tiếng trấn an: "Cô Thu nè, thôi, đau á cũng nó là cái số rồi, mà biết đâu được ổng chưa có chết, ổng bám vô được cái khúc cây hay cái gì đó mà leo lên bờ đâu rồi thì sao? Cô từ từ đã, sống phải thấy người, chết thì phải thấy xác, đằng này chưa gì hết mà cô. Cô nghe tôi đi, bình tĩnh lại, rồi để mọi người tìm kiếm coi làm sao. Thôi, đứng lên về nhà ha, tôi đưa cô về. Có gì rồi mình tính tiếp nghe cô. Phải giữ sức khỏe mà còn lo cho con cái nữa chứ. Thôi, cô nghe tôi đi, về nhà rồi mình bàn tiếp. Chuyện ở đây để cho mấy ổng lo đi ha." Nói xong, người phụ nữ kia cùng với mấy người nữa dìu cô Thu về. Cô Thu thì cứ như đã mất hết sức lực, cô bước đi không nổi, cả người cứ mềm nhũn ra, mỗi bước chân cứ như là lết đi trên mặt đất, đầu tóc rũ rượi, nhìn tội nghiệp lắm. Vài người trong đám đông còn không kìm được nước mắt mà cũng rấm rứt khóc theo. Sau khi cô Thu đi khỏi, mấy người đàn ông trong đó có ông Tài là xã trưởng cùng với ông Chính là người bên mặt trận xã đang bắt đầu bàn tán, tìm cách giải quyết. Ông Tài nói với cái giọng nghiêm nghị: "Anh Tám đã mất tích, việc của chúng ta bây giờ là phải nhanh chóng tìm ra được anh ấy bằng bất cứ cách nào. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, đưa về cho gia đình anh ấy. Anh ấy vì việc công mà mất tích, chúng ta phải cố gắng bằng mọi biện pháp đưa anh ấy về với gia đình. Đó cũng là trách nhiệm của chúng tôi với mọi người." Ông Tài nói xong thì ông Chính lên tiếng giọng nhẹ nhàng: "Nhưng mà thưa xã trưởng, anh cũng thấy đó, mặt sông này nước dữ quá à. Bây giờ mà lội xuống tìm kiếm, tôi e là không những không tìm được anh Tám mà có khi còn hy sinh thêm mạng người đó. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây anh?" Ông Tài nghe vậy thì cũng cúi mặt thở dài: "Bây giờ á, vậy đi. Anh lập tức tìm cho tôi những người bơi lội giỏi nhất ở trong xã tới đây.
phát cho họ những công cụ bảo hộ mà chúng ta sẵn có ở đây, rồi nhờ họ giúp đỡ tìm kiếm. Còn tôi sẽ lập nhóm đi dọc theo con mé sông tìm kiếm xuống hạ nguồn, hy vọng sẽ tìm thấy. Tạm thời cứ vậy đi, chúng ta phải cố gắng hết sức thôi chứ biết làm sao bây giờ. Không cần biết có tìm được hay không, ai cũng phải dốc hết sức mình nghe không? Thôi, cứ đi đi, trời cũng không còn sớm nữa đâu. Bắt tay vào việc luôn đi anh, không là trời tối còn khó khăn hơn đó. Ông Chính gật đầu, rồi lập tức ngồi lên cái xe máy chạy vút đi. Ông Tài đang bắt đầu kêu người, thì đám chúng tôi chạy lại nói với ông. Dạ thưa bác, tụi con là người dân ở trong xóm. Bác cho tụi con theo bác đi tìm kiếm với bác được không? Tụi con dù gì cũng là thanh niên, tìm kiếm sẽ nhanh hơn, có gì còn giúp đỡ được. Ông Tài ngước lên nhìn chúng tôi với vẻ mặt nghiêm túc, rồi ông nói. Thôi được, mấy đứa chạy về nhà lấy thêm mỗi người một sợi dây thừng đi, một cái đèn pin, rồi ra đây tập trung cùng với ta đi tìm kiếm. Nhanh lên, trời sắp tối rồi. Chúng tôi gật đầu vâng dạ, rồi lập tức ai về nhà nấy chuẩn bị đồ đạc. Một lát sau, tập hợp đông đủ với đầy đủ đồ nghề sẵn sàng theo bác Tài, lên đường tìm kiếm, dọc mé sông xuống phía hạ nguồn. Trước khi đi, bác không quên dặn mấy người ở lại, cố gắng đào thêm mấy cái hố, rồi chôn mấy cái xác chết đuối dạt vào làng sao cho đàng hoàng, chờ bác về sẽ kiểm tra sau. Mọi người lập tức làm theo, chúng tôi cũng vội vã lên đường. Từ trên triền đê, có một ông cụ già vẫn đang đứng đó chắp tay sau lưng với ánh mắt sáng như sao, đang nhìn theo đoàn người phía dưới mà thỉnh thoảng lại phát ra tiếng thở dài thường thượt, rồi lắc đầu đi thẳng về phía xóm làng. Phía chân trời sắc mây đang biến đổi, chuyển từ màu xanh sang một màu tím tím, pha chút màu vàng phù sa như báo hiệu cho một cơn giông sắp kéo đến làm hại dân làng. Trở về với cuộc tìm kiếm, nhóm chúng tôi bắt đầu men theo mé sông mà đi bộ từ từ, vừa đi vừa đảo mắt quan sát hai bên bờ sông thật kỹ để không bỏ sót bất cứ một cành cây ngọn cỏ nào. Trong lòng chúng tôi, ai cũng hy vọng có phép màu nào đó sẽ xảy ra và sẽ tìm được chú Tám còn sống quay về. Chúng tôi cứ đi, đi mãi cho đến khi trời tối đen cũng chưa phát hiện được bất cứ thứ gì. Hình bóng chú Tám vẫn không thấy đâu, chỉ toàn là một màu đen đặc và tiếng ếch nhái râm ran cùng với tiếng mũi do de theo từng bước chân của chúng tôi đi qua. Chợt bác Tài dừng lại. Chúng ta cũng đã đi kiếm hết một đoạn khá dài rồi mà vẫn không thấy cái gì. Thôi thì bây giờ tôi tính vậy. Gần đây tôi có quen một người làm nghề lái đò. Hay là chúng ta tới đó nhờ họ lấy đò đưa chúng ta đi cho nó lẹ. Chứ vậy có đến sáng cũng không có thấy cái gì đâu. Ai nấy cũng mệt mỏi cả rồi. Tôi nói vậy có đúng không? Chúng tôi nhìn nhau không nói gì. Mặc dù mệt mỏi, nhưng thôi vẫn phải cố mà tìm kiếm. Tuyệt đối không thể để cho chú Tám nằm lại dưới đáy sông lạnh lùng, có cá tôm cắn rỉa thân xác của chú được. Chúng tôi gật đầu đồng ý với ý kiến của bác Tài, theo bác đến ngôi nhà mà bác quen. Thật may, người sống ở đó cũng là người tốt. Họ có một con đò lớn lắm, đủ để chở tất cả chúng tôi mà vẫn còn dư vài chỗ. Vậy là xuôi theo dòng nước, chúng tôi lại tiếp tục men theo mé sông mà tìm kiếm. Vừa nhìn ngó, vừa gọi thật to tên của chú, rồi với hy vọng sẽ có tiếng hồi âm. Con đò cứ vậy, rẽ nước đi trong đêm với những con người lòng như lửa đốt, ai nấy đều quyết tâm cao độ phải tìm cho được con người bằng xương bằng thịt trở về đoàn tụ với gia đình. Lúc này, ở khúc bãi bồi, ông Chính cùng với mấy người thanh niên khỏe mạnh cũng đã tìm kiếm suốt từ hồi chiều, lặn ngụp dưới con nước xiết không biết bao nhiêu lần. Người này mệt, người khác lại thay, vừa mệt vừa đói, vừa lạnh. Nhưng không ai than vãn câu nào. Cái tình người miền sông nước là nó vậy đó. Con người ở đây họ quý cái tình lắm. Khó khăn gian khổ đến mấy, nhưng một khi đã có ai nhờ vả họ, họ vẫn sẽ cố gắng hết sức mà hoàn thành cho bằng được mới chịu quay về. Giữa lúc dòng người đang hối hả ngược xuôi
tìm kiếm tung tích của chú Tám. Thì tại nhà của chú xảy ra một chuyện lạ. Chuyện là cô Thu, vợ của chú Tám, từ khi ở bãi bồi về nhà cứ khóc lóc hoài không thôi. Dù cho có ai khuyên nhủ hay nói gì đi nữa, bà vẫn không thể ngừng được nước mắt cùng với những tiếng nấc nghẹn ngào. Có lẽ vì quá thương nhớ chồng, hoặc có lẽ bà cũng đã phần nào hiểu được sự ra đi lần này của chồng bà là một đi không trở lại, nên bà cứ khóc hoài. Hai đứa con của bà, đứa lớn 15 tuổi, đứa nhỏ 10 tuổi, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, luôn miệng hỏi mẹ rằng cha đi đâu, chưa thấy về. Những câu hỏi ngây thơ đó của những đứa trẻ như những nhát dao vô tình cứa vào tim bà. Nhìn các con thơ dại mà bà lại càng khóc lớn hơn. Đang khóc, chợt bà nghe ngoài cửa có tiếng bước chân lẹp kẹp nghe quen lắm. Bà giật mình nhảy xuống giường, chạy ra mở cửa, thì bà nhận ra đó chính là tiếng bước chân của chồng mình. Chú Tám đã trở về. Cánh cửa nhỏ bật tung, đứng trước khoảng sân tối đen là một hình bóng quen thuộc. Chính là chú Tám. Chú đã trở về. Không, chú đã về, nhưng về trong cái hình hài một cái thứ gì đó nó mơ hồ lắm. Chú cứ đứng đó, mờ ảo và lạnh lẽo. Cô Thu vội vàng đưa tay bật cái công tắc đèn ở trước sân. Ánh sáng dục lên, trước sân hoàn toàn không có ai cả. Cô lại tắt cái bóng đèn đi. Trong bóng tối lờ mờ, cô vẫn thấy cái hình bóng của chú đứng ở đó. Đầu cúi cằm xuống, quần áo ướt sũng nước. Chú cứ đứng đó mà không mở miệng nói với bà câu nào. Cơn gió lạnh từ đâu thổi thốc vào nhà làm cho cô Thu bất giác rùng mình. Cô cất tiếng với cái giọng khản đặc vì đã khóc quá nhiều. Ông ơi! Ông có phải ông về không? Ông còn sống, ông về với mẹ con tôi phải không ông ơi? Sao ông không nói gì vậy? Vô nhà đi, ông đứng đó làm cái gì? À, gió lạnh lắm. Nghe tiếng vợ gọi, chú Tám ngước mắt lên nhìn vợ. Ánh mắt chú buồn lắm, một nét buồn sâu thẳm, dường như chú muốn chạy lại ôm lấy cô. Nhưng có cái thứ gì đó ngăn chú lại. Chú bật khóc. Tiếng khóc của chú lạ lắm. Nó âm vang trong đêm, nghe như từ cõi u minh vọng về. Chú không vô nhà, cứ đứng ở ngoài sân mà khóc. Cô Thu vội lao ra định ôm lấy chồng, thì chợt chú biến mất. Cô Thu mất đà té ngã ngửa ra giữa sân. Cú ngã đau đớn khiến cho cô giật mình tỉnh giấc. Hóa ra là cô mơ một giấc mơ quá đỗi chân thật. Như không tin rằng mình đã nằm mơ, cô lao ra sân, bật bóng điện lên thì chợt cô bàng hoàng đứng trước cảnh tượng. Giữa sân có một vũng nước to đọng lại ở đó. Trời không hề mưa, xung quanh cũng hoàn toàn khô ráo. Không thể nào lại có một vũng nước đọng ở đó được. Chỉ có một cách giải thích duy nhất. Chú Tám thực sự đã trở về tìm cô. Điều này càng giải thích rõ hơn về cái sự nghi ngờ trong cô. Có lẽ chú Tám đã thực sự không qua khỏi. Rằng chú đã bỏ mạng với con sông kia và cái thứ trở về khi nãy chỉ là vong hồn của chú. Cô Thu rã rời như người mất hồn đi trở vào trong. Thắp lên ba cây nhang cắm vào lư hương trên bàn thờ gia tiên, rồi lầm trầm khấn vái, mong cho chú tai qua nạn khỏi, và những cái thứ cô vừa mới nghĩ chắc chỉ là do cô tưởng tượng mà thôi. Đang khấn vái, thì chợt ba cái cây nhang bén lửa cháy bùng lên trên bàn thờ gia tiên, soi sáng cả một góc nhà. Khói hương còn cháy xém cả vào tấm ảnh chụp của ông cụ, tức là
ông nội của ông Tám. Cô Thu hốt hoảng, cũng không biết làm sao, vội lấy luôn ba cái chén nước cúng mà tạt vào đám cháy. Ngọn lửa tắt liệm. Bà Thu chưa kịp thở phào thì chợt bà lại hoảng hốt đến mức té ngửa ra sàn nhà, mắt trợn ngược không nói được câu nào. Từ trên di ảnh của ông cụ, trên khóe mắt, hai dòng lệ đang từ từ chảy ra màu đỏ tươi. Đây chắc chắn không phải là nước khi nãy bà tạt lên đám cháy, vì nước cúng thông thường thì làm sao có cái màu đỏ cho được. Đây chắc chắn là máu tươi thực sự. Ông cụ đang khóc. Không phải, ông đang báo hiệu cái điều gì đó. Có lẽ là vậy. Giữa lúc bà Thu đang nằm vật ở dưới sàn nhà, không biết làm gì, thì từ ngoài sân một bóng hình gầy guộc với bộ áo bà ba đã cũ đang từ từ tiến vào nhà. Đó chính là ông già khi chiều ở bãi bồi. Ông là ai? Ông đến đây để làm gì? Không ai biết. Chỉ thấy ông bước vô nhà, đỡ bà Thu ngồi lên cái ghế ở chỗ bàn uống nước. Rồi ông lại chỗ cái bàn thờ, lấy trong túi ra một cái khăn màu vàng, trên đó vẽ nhiều ký tự ngoằn ngoèo khó hiểu bằng cái thứ mực đỏ tươi như máu. Ông phủ cái khăn lên tấm di ảnh, rồi cúi đầu lầm rầm đọc cái thứ gì đó, không ai rõ. Một lúc sau, ông lấy cái khăn ra, di ảnh đã không còn máu chảy. Ông đốt lên ba cây nhang, rồi cắm xuống bát hương. Đoạn, ông quay lại chỗ của bà Thu, mà lấy ra trong túi một lá bùa vàng. Ông vẽ vẽ cái gì đó trong không khí, rồi đốt lá bùa lên, bỏ vào ly nước cho cô Thu uống. Một lát sau, có một phép màu nào đó đã xảy ra. Cô đã dần dần hồi tỉnh. Nhìn thấy người đàn ông trước mặt, cô Thu hơi hốt hoảng. Ông là... Ông già đưa tay ra hiệu cho cô đừng nói. Đoạn ông lên tiếng giải thích. Cô không cần phải sợ. Tôi không phải là người xấu đâu. Tôi vốn cũng là người ở cái xóm này, nhưng đã bỏ làng ra đi từ ngày còn là thanh niên, đến nay cũng đã hơn 50 năm. Ngày hôm nay tôi trở về thăm xóm làng, thì chợt thấy ngoài mé sông có chuyện lạ nên tôi đi qua xem. Thấy chồng chị gặp nạn tôi bấm quẻ, thì biết anh ấy ra đi là chưa có tới số, nhưng bị bầy ma chúng quỷ ở dưới sông bắt đi. Hồi nãy ở nhà tôi đã bấm tay biết được đêm nay nhà cô sẽ xảy ra chuyện lạ, nên lập tức tới đây. Xin lỗi cô vì tôi vô trong nhà mà không có báo trước. Cô Thu nghe thấy ông già giải thích thì cô cũng đoán được 7-8 phần ông cụ trước mặt là một bậc đạo nhân tài giỏi. Cô vội vàng quỳ xuống đất mà vừa khóc vừa khẩn khoản cầu xin. Ông ơi, nhà con ông chết oan lắm ông ơi. Hồi nãy ông còn về tìm con. Ông học rộng hiểu nhiều, ông làm ơn giúp con tìm được chồng con về. Dù có phải bán cả nhà cửa, con cũng xin dâng cho ông để tạ ơn ông. Con xin ông rủ lòng thương mà giúp cho con, ông ơi. Ông cụ đỡ cô Thu dậy, rồi ôn tồn giải thích. Cô cứ bình tĩnh, nghe ta nói đây. Chuyện giúp cô, ta nhất định sẽ giúp. Nhưng trước tiên, ta phải nói cho cô biết cái điều này. Chồng cô vốn là người hiền lành đức độ, sống thật thà, được nhiều người quý mến. Theo ta được biết, anh ta sẽ sống rất thọ, về già an nhàn hạnh phúc. Tuy nhiên, anh ta đã làm một chuyện không nên làm. Đó là đá đổ chén cơm của Hà Bá, nên anh ta phải chịu tội mà mất đi tính mạng. Ta đây vốn là người học đạo giúp đời, thấy chuyện bất bình ta nhất định không có làm ngơ. Nhưng nếu muốn đưa chồng cô về, thì cô chuẩn bị cho ta những cái thứ này. Sáng mai ta sẽ đưa chồng cô lên khỏi mặt sông lạnh lẽo đó. Còn lại ta sẽ giải quyết sau. Vậy đi, sáng mai ta sẽ qua đây sớm rồi chúng ta chuẩn bị. Bây giờ cô nghỉ ngơi đi. Khi trời sáng chúng ta sẽ bắt đầu. À, mà còn nữa. Cô cầm lấy cái lá bùa này nè. Đeo cho các con của cô và cả cô nữa. Khi nào chưa xong chuyện thì không được tháo nó ra. Thôi, ta đi đây. Cô Thu nhận lấy mấy lá bùa từ tay của ông cụ mà không ngừng cảm ơn.
cúi đầu chào ông cụ cho đến khi ông đi khuất hẳn, rồi cô mới ngồi xuống ghế mà thở dài. Mọi chuyện xảy ra nhanh quá, cô cũng không hiểu đầu đuôi như thế nào. Nhưng thôi, bây giờ cũng coi như là tìm được cách giải quyết. Cô vội đeo lá bùa cho hai đứa con, rồi tự đeo cho mình một lá. Sau đó như nhớ ra chuyện gì, cô lấy cái đèn pin mà lao ra cổng khóa chặt cửa, rồi nhắm hướng mặt sông mà chạy đi, vẻ gấp gáp lắm. Hình bóng của cô nhanh chóng mất hút trong màn đêm đen đặc. Từ trong một góc tối sâu thẳm, có một đôi mắt sáng quắc vẫn đang theo dõi từng bước chạy của cô ra khỏi nhà. Miệng kẻ này khẽ thở ra một nụ cười âm hiểm, rồi vội vàng chìm vào màn đêm mà biến mất không một dấu tích. Một đêm cứ như vậy trôi qua thật nhanh. Ánh mặt trời đã dần ló dạng sau những bụi tre làng. Sáng hôm nay cũng không biết vì sao mà đột nhiên không khí trong xóm trở nên ngột ngạt và nặng trĩu đến lạ thường. Không có gió, cũng không có mưa. Bầu không khí nặng nề hệt như đang bóp chặt lồng ngực của mọi người trong xóm. Thậm chí còn không có ai nói với ai câu nào. Họ gặp nhau lầm lũi cúi đầu mà đi thẳng. Và tính đến bây giờ, chú Tám đã mất tích được hơn nửa ngày trời. Trong cái bầu không khí nặng nề đó, có một ông già dáng người nhỏ nhắn, mặc trên mình một bộ áo bào màu nâu, đầu quấn khăn chỉnh tề, tay xách theo một cái giỏ tre. Theo sau ông là một người phụ nữ và hai đứa trẻ. Họ cũng không ai nói ai câu nào. Cứ vậy mà lầm lũi đi từng bước ra cái bãi bồi ven con sông, nơi chú Tám đã mất tích cách đây từ hồi đêm hôm qua. Vừa ra đến nơi thì cũng đúng lúc gặp đoàn người tìm kiếm của ông Chính và đoàn người của ông Tài trở về sau một đêm tìm kiếm vất vả. Mắt ai nấy đều thâm quầng, tất cả đều tỏ vẻ mệt mỏi rã rời sau một đêm dài thức trắng. Hai đoàn người gặp nhau, một bên là quần áo lấm lem bùn đất, chân tay đã nhăn nheo trắng nhợt vì ngâm nước. Một bên thì quần áo xộc xịch, chân tay toàn là vết mũi cắn. Điểm giống nhau giữa họ có lẽ là đôi mắt thâm đen và sự mệt mỏi đang hành hạ hai mí mắt. Họ nhìn thấy nhau, nhưng cũng không ai nói câu gì, chỉ nhìn nhau khẽ cúi đầu. Tất cả gói gọn trong tiếng thở dài và cái lắc đầu thất vọng. Ông Chính lúc này mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng đến đáng sợ này. Giọng của ông đầy vẻ mệt mỏi. Chắc là không có tìm được rồi anh Tài ơi. Từ xế chiều qua tới bây giờ chúng tôi không có phút nào nghỉ ngơi. Cứ thay nhau hết người này tới người kia nhảy xuống sông, cũng mò mẫm dữ lắm rồi đó, nhưng cũng không có tìm được gì. À, ở bên anh sao rồi? Ông Tài cũng lắc đầu thở dài. Thì anh cũng thấy đó, chúng tôi cũng đã đi dọc mé sông đến tận hạ nguồn rồi. Ra tới cửa biển rồi lại ngược sóng mà trở về. Tìm kiếm tất cả cũng không có bỏ sót một cành cây ngọn cỏ nào. Vậy mà người anh em của chúng ta vẫn bặt tâm vô ông Tính. Kiểu này thì chắc là chúng ta đành phải mang tội với anh ấy và gia đình. Chứ thật sự không còn cách nào khác nữa anh à. Đang giữa lúc hai nhóm người lặng đi, cố kìm nén giọt nước mắt, thì ông cụ xuất hiện cùng với vợ chú Tám và hai đứa con. Ông cụ tiến lại gần rồi cất tiếng nói như gieo vào lòng họ một chút hy vọng mong manh. Từ từ đã, ta đã có cách đưa anh ấy lên, nhưng vẫn xin mọi người ở lại giúp cho một chút nữa có được không? Ông Tài nghe vậy thì ngạc nhiên, chợt nhận ra người đàn ông trước mặt này có nét gì đó rất quen mà cũng thật lạ. Ông cất tiếng. Ông có phải là... ta đã đi khỏi cái xóm làng này bao nhiêu năm, vậy mà anh vẫn nhận ra ta hay sao, cô Tài? Giỏi hen, ngày nào vẫn còn theo ta chăn trâu cắt cỏ, mà bây giờ đã lên làm đất xã trưởng rồi đó, giỏi thiệt á. Ông Tài lúc này đã thực sự nhận ra người quen.
Ông đã đặt tay lên vai của ông cụ, rồi lắc lắc, đoạn ông cười thật lớn. Trời đất ơi, chú Hai Bình phải không? Chú đi đâu mà mấy chục năm nay giờ mới về làng vậy chú? Còn tưởng chú đã... Ông già lúc này cười cười, nói mà trả lời. Tưởng ta đã chết một xương ở đâu rồi phải không? Ta còn khỏe lắm đây nè. Đang cười nói, thì ông cụ chợt đổi sắc mặt, chuyển qua nghiêm túc. Thôi thôi, bây giờ không phải là lúc để nói chuyện đoàn tụ đâu. Bày tránh ra đi, để ta đưa xác anh kia lên bờ. Anh ta chịu tội như vậy là quá đủ rồi. Sau đó, ông cụ tên Hai Bình kia quay ra dặn ba mẹ con bà Thu. Cô cầm cái áo của chồng cô, gột vào cái ngọn tre này nè, rồi cắm gốc tre xuống dưới đất, giữ nguyên như vậy cho đến khi tôi kêu tháo xuống thì tháo xuống. Còn hai con, khi nào ông ra hiểu thì hãy kêu tên cha các con thật lớn, nghe chưa? Ông dặn dò xong xuôi, thì bắt đầu bày lễ làm phép. Trên cái bàn nhỏ là một con gà, một cái đầu heo, một chai rượu, gạo muối, nhang đèn bánh trái và mấy lá bùa. Ông ngồi xuống đất, tay của ông kết ấn, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm đọc những cái câu thần chú vừa đủ cho ông nghe thấy. Mọi người thấy ông làm phép thì cũng vội vàng tránh ra. Một lát sau, bầu trời đang yên ả, chợt từ đâu gió lớn nổi lên. Ngọn tre treo chiếc áo của chú Tám bay phất phới. Cát bụi mù mịt, không gian chợt trở nên hỗn loạn. Ông dừng lại không đọc nữa, lấy một lá bùa trên bàn, từ từ xếp thành hình một con thuyền giấy nhỏ, rồi đi lại phía bờ sông. Ông cắn máu ở ngón tay, nhỏ lên trên đó ba giọt, thả chiếc sườn nhỏ đó xuống nước. Con thuyền cứ vậy mà chao đảo, lặn ngụp trong dòng nước xiết. Tuy có vẻ khó khăn, nhưng tuyệt nhiên nó không chìm xuống mà cứ chơi dơi ở trên mặt sông. Lúc lên, lúc xuống theo con sóng. Chợt con thuyền giấy chao đảo rồi chuyển động theo cái vòng tròn. Dần dần hình thành một xoáy nước giữa dòng. Xoáy nước càng lúc càng mạnh. Kết hợp với những cơn gió làm ai nấy thấy đều sợ hãi, cảm thấy như thể là trời sắp có giông bão kéo đến bất ngờ. Ông Hai Bình vẫn ngồi xếp bằng, miệng liên tục đọc chú. Bất chợt, giữa mặt sông, trong cơn bão tố nổi lên những bọt khí trắng xóa, rồi như là có ai đó nấu nước sôi. Mặt sông chỗ con thuyền giấy, nó sôi lên ùng ục. Ông Hai Bình quát lớn. Chỗ đó, chính là chỗ đó. Mau vớt xác anh ta lên đi, không thì không kịp. Tức thì, mấy người đàn ông nhảy xuống sông, theo vị trí của con thuyền mà lặn sâu xuống dưới tìm kiếm. Trong cái lần nước mờ đục tăm tối, một người đàn ông hình như nắm được cái thứ gì đó. Anh ta cố kéo hết sức cái thứ đó lên, nhưng mà không được. Nó nặng lắm, hệt như có ai đó ở dưới sông đang cố sức kéo lại. Hai bên cứ giằng co được một hồi, thì anh này đuối sức, đành buông tay ngoi lên trên mặt nước, vừa thở hổn hển vừa nói đứt quãng. Nặng quá ông ơi, không có kéo lên nổi. Ông Hai Bình nghe thấy vậy thì đứng bật lên, rồi nhảy bổ xuống sông, lặn một hơi mất hút trong làn nước. Được một lúc, mặt nước chợt trở nên yên lặng. Tất cả người ở trên bờ đều nín thở chờ đợi kết quả. Một lúc sau, thấy ông Hai Bình nổi lên mặt nước. Sau đó ông hét lớn. Hai đứa, kêu cha con đi, kêu lớn lên, lớn hết sức lên nha. Cha con sắp về rồi đó. Nghe thấy cha sắp về, hai đứa trẻ bất giác kêu lớn, vừa kêu vừa khóc. Cha ơi, cha về với tụi con đi cha ơi. Cha về với mẹ với con. Cha ơi, cha thương con thương mẹ thì cha về với tụi con. Thấy cha đi cha, cho con thấy cha đi. Tụi con nhớ cha lắm cha ơi. Tiếng kêu gào thảm thiết của hai đứa làm cho bà Thu cũng hòa theo mà khóc. Ông về cho mẹ con tôi đi ông ơi. Những người dân đến chứng kiến sự việc cũng rấm rứt khóc theo. Mọi người đều đồng thanh gọi tên chú Tám.
Tiếng kêu vang cả một vùng sông nước mênh mông. Dường như những tiếng kêu của họ đã động đến trời xanh. Một lát sau, ông Hai Bình nổi lên mặt nước. Một tay ông cố sức bơi vào bờ, tay kia ông kéo theo thứ gì đó. Mấy anh thanh niên thấy vậy cũng vội súng lại giúp cho ông. Quả nhiên, ông đã kéo được cái xác của chú Tám lên trên bờ một cách kỳ diệu. Lên tới nơi, thì ông cũng đã mệt lả người nằm lăn ra đất mà cố thở từng hơi nặng nhọc. Cái áo của chú Tám treo trên ngọn tre cũng tự nhiên phồng lên như có luồng gió chui vào bên trong. Ông Hai Bình thều thào nói: "Đưa cái áo xuống, gói lại ôm về nhà, đưa cả cái xác về chôn ngay trong hôm nay, không được để lâu. Nhớ kỹ, không được để lâu. Cái áo bỏ luôn vào trong quan tài, việc chưa có xong đâu, sắp tới sẽ còn nhiều thứ nguy hiểm hơn." Nói xong câu đó, hình như vì quá mệt mỏi, ông đã ngất xỉu. Cũng phải thôi, ông già hơn 70 rồi mà phải lặn sâu như vậy thì còn phải kéo cái xác người chết đuối lên nữa. Mà mọi người cũng biết đó, xác chết đuối nó đâu có nhẹ. Mấy thằng thanh niên có khi còn kéo không nổi, huống chi là một ông già. Mọi người chia nhau ra. Mấy người phụ trách đưa ông già về nhà nghỉ ngơi. Một vài người khác hiếu kỳ thì tập trung lại cái chỗ xác của ông Tám coi tình hình. Cái xác vừa được đưa lên khỏi mặt nước, da thịt đã trắng nhợt, chân tay co quắp, đặc biệt là hai con mắt trợn trừng nhìn mọi người với vẻ hốt hoảng lắm. Đặc biệt là cái tư thế nằm, hai tay ôm đầu gối, mặt thì cúi gằm, hai chân co lên khép sát vào, giống hệt như người ta đang ngồi gục đầu mà suy nghĩ chuyện gì đó. Quả là một cái chết lạ lùng. Vợ con ông Tám vừa mới tiến lại chỗ cái xác thì đột nhiên tay chân duỗi thẳng ra, rồi ông nằm vật xuống đất như người đang ngủ mở mắt. Mọi người được một phen hốt hoảng, tưởng rằng ông sống lại. Người thì nói chắc ông quá thành quỷ rồi, xua nhau chạy tán loạn. Mà đúng thật, không có ra làm sao, tự nhiên đòi coi cho bằng được, rồi cuối cùng lại sợ quá mà bỏ chạy. Nhưng cũng nhờ vậy mà không khí đỡ ngột ngạt hơn một chút. Còn lại tôi cùng với vài người nữa vẫn ở lại xem giúp được gì thì giúp. Bà Thu vừa tiến lại chỗ xác chồng thì đã khóc nấc lên. Cái xác của ông Tám mở trừng trừng mắt khi chảy ra hai dòng lệ máu đỏ tươi. Rồi nào là từ mũi, từ miệng, lỗ tai, máu tươi cứ như vậy mà trào ra ồ ạt, ướt đẫm cả cái chiếu mỏng đang trải ở dưới đất. Mọi người hốt hoảng không biết làm sao, thì chợt có người hớt hải chạy ra kêu lớn: "Trời đất ơi, giờ này mà còn ngồi đây nữa, ông Hai nói với tôi chạy ra báo cho mọi người, mau đưa xác về chuẩn bị an táng đi, còn đồ cúng tất cả đổ xuống sông hết, về nhanh đi không lại xảy ra chuyện bây giờ." Mọi người nghe vậy thì sợ hãi vội vàng lấy cái cán đã được chuẩn bị từ trước, đặt ông Tám nằm lên rồi nhanh chóng khiêng về nhà. Bà Thu theo lời thầy dặn, vừa ôm cái áo của ông đi đằng trước rồi kêu lớn tên của ông suốt dọc đường về nhà. Trong đám đông đi đằng sau có tôi, ông Tài và mấy anh thanh niên nữa. Một anh lên tiếng cảm thán: "Ông Tài hồi nãy giỏi ha, anh em mình mò cả đêm mà không thấy, vậy mà ổng ra có anh xíu là thấy liền à. Mà thấy ngay cái chỗ anh em mình mò tới mò lui rồi mới ghê chứ. Công nhận ổng tài thiệt đó." Ông Tài lên tiếng trả lời: "À, đó là ông Hai Bình. Ổng bỏ xóm mình đi từ khi ổng mới ngoài 20 tuổi. Tính ra cũng hơn 50 năm rồi đó. Không có ai biết ổng đi đâu mà bây giờ lại giỏi pháp thuật như vậy chứ. Ngày tao còn để tóc ba chỏm á, đã theo ổng mò cua bắt ốc. Ổng có cái tài lặn giỏi lắm. Không vậy mà hồi nãy tụi bay lặn còn không bằng ông già ngoài 70 tuổi đó." Mọi người ai nấy đều gật đầu thán phục trước tài nghệ của ông thầy Hai Bình. Đột nhiên một người hỏi: "Mà kể ra cũng lạ ha. Hồi nãy rõ ràng là tôi đã mò trúng cái thứ gì đó mà kéo hoài không có lên. Vậy mà ông kéo lên cái một à. Công nhận á, ông hay thiệt à." Nghe vậy thì một anh cười cười rồi nói như tát nước vào mặt anh kia: "Trời ơi,
Mày ngu quá à. Hồi nãy chắc mày nắm trúng mẹ cái máy cuốc rồi. Nói sao không nặng. Bó tay với mày luôn á. Nghe nói vậy, anh kia cũng cúi đầu vẻ ngại ngùng. Thì chắc vậy đó. Rồi anh ta quay sang hỏi ông Tài. Ủa mà chú Tài, còn cái máy cuốc đó giờ tính làm sao? Vớt lên rồi bán sắc dụng, chắc cũng được mớ tiền á chú. Ông Tài nghe vậy thì gắt lên. Trời đất ơi, giờ này giờ nào rồi mà mày còn tính tới cái chuyện tiền bạc nữa. Bỏ mẹ nó đi, tới mùa nước cạn rồi tao kêu máy kéo nó lên. Giờ lo về nhà mà phụ nhà ông Tám kia kìa. Về đến nhà ổng rồi đó, lẹ cái chân lên. Nếu không á là không kịp chôn cất theo lời thầy dặn đâu đó nghe. Cả đám nghe ông Tài nói vậy thì đều tỏ ra cái vẻ ngượng ngùng, rồi chạy nhanh một mạch về nhà ông Tám. Người phụ dựng rạp, người phụ bàn ghế, người lo dọn dẹp nhà cửa, tất cả đều cố gắng nhanh nhất để có thể kịp đám tang cho ông Tám. Trời đã dần về trưa, cái xác của ông Tám ngâm nước đã quá lâu, bây giờ đang trương sình lên bốc mùi hôi thối cực độ. Cái quan tài nhanh chóng được đưa đến. Sau khi xong các công đoạn chuẩn bị thẩm liệm, thì cũng đã đến lúc ông Tám phải nhập quan. Đang lúc cái áo quan chuẩn bị được đưa đóng lại, thì đột nhiên mấy tấm di ảnh của các cụ và cả của cha của ông Tám đột nhiên đổ sập xuống tất cả. Tấm ảnh thờ của cha ông Tám thậm chí còn rớt xuống đất dở tan tành. Khung hình ở bên trong rơi cả ra ngoài. Giữa lúc lòng người đang hoang mang thì một đứa cháu trong nhà nhanh chân chạy lại bàn thờ để lụm lấy tấm hình đặt lại chỗ cũ, thì có tiếng quát lớn từ bên ngoài vọng vô: đừng có dựng tấm hình lên. Nhưng nào đâu có kịp nữa, anh thanh niên kia đã vừa nhấc lên một tấm hình thờ. Đột nhiên anh ta trợn mắt há miệng, khuôn mặt bỗng trở nên hốt hoảng kinh sợ tột cùng. Không ai biết anh ta đã nhìn thấy những cái thứ gì, chỉ biết rằng anh ta không nói không rằng mà cứ như vậy ngã lăn ra đất bất tỉnh. Mọi người hoảng quá chạy vô xem tình hình, thì lúc này ông thầy Hai Bình cũng đang được người ta dìu vào nhà. Tiếng hét khi nãy cũng là của ổng: đừng có chạm vào người thằng nhỏ, để đó tôi coi. Dưới nền nhà, người thanh niên kia trợn mắt trắng giả, miệng thì sùi bọt mép, cả người đang không ngừng giật lên liên hồi như người bị động kinh. Ông thầy Hai Bình đưa tay dạch mắt dạch miệng người đó ra xem một lúc, rồi ổng lắc đầu: Quả đến rồi, quả lớn rồi đó. Bây giờ đưa thằng này về nhà đi, đem cái lá bùa này dán lên trên trán nó, rồi khóa chặt nó ở trong nhà, tuyệt đối không cho ra ngoài, cũng không cho gặp ai. Đêm nay nó sẽ khỏe lại thôi, nhanh lên. Mọi người nghe ông nói thì cũng nhanh chóng đưa anh thanh niên kia về nhà, mà trong lòng vẫn không hiểu ý tứ những câu nói của ông thầy Hai. Sau khi người thanh niên kia được đưa đi, ông Hai Bình đứng trước bàn thờ gia tiên nhà ông Tám, chắp tay lạy ba lạy, rồi ông bắt đầu lẩm bẩm đọc chú. Cái bàn thờ đang bình thường bỗng rung lên bần bật, như thể có ai đó đang nắm lấy góc bàn thờ mà lắc thật mạnh. Ông thầy Hai Bình càng cố siết chặt kết ấn ở tay, miệng đọc mỗi lúc một nhanh. Mồ hôi đã bắt đầu túa ra trên trán, cả người của ông rung lên. Một lát sau, ông gồng cứng cả người rồi quát lên: Phá! Tức thì mấy tấm di ảnh đột ngột đứng dậy ngay ngắn như chưa có gì xảy ra. Ông thầy Hai ôm ngực ho lên khù khụ mấy tiếng rồi thều thào: Tấm hình kia đem đi lồng cái khung mới, rồi từ nay mỗi ngày rằm mùng một hàng tháng phải lau dọn bàn thờ kỹ càng. Các cụ bề trên giận rồi đó. Thêm nữa, các anh chuẩn bị cho ta những cái thứ sau đây để đêm nay ta phải đón chờ một vị cố hữu mấy chục năm không có gặp. Có lẽ trận chiến đêm nay ta sẽ phải bỏ mạng. Mà không sao cả. Đây là điều ta đã đoán được trước. Ta chỉ dặn dò các người vài việc như sau. Cố mà ghi nhớ. Thứ nhất, sau khi ta chết,
hãy chôn ta cạnh bờ sông ở chính cái nơi mà các ngươi phát hiện ra ta nằm. Tiếp theo, các ngươi phải lập một cái miếu để thờ cúng những người chết trôi dạt vô làng. Hương khói phải đầy đủ. Chỉ vậy thôi, còn lại ta tự khắc có tính toán. Mọi người nghe thì chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Họ cũng không kịp hỏi ông thầy kia đang nói gì. Nào là vị cố hữu, nào là trận chiến, nào là ông sẽ bỏ mạng. Tất cả như một cơn mê, mơ hồ và khó hiểu. Giữa lúc chúng tôi chưa biết phải làm sao, thì ông thầy Hai Bình chỉ vào tôi rồi nói: Cậu thanh niên này, cậu có thể đưa ta về được không? Tôi hơi bất ngờ. Con hả, thưa ông? Ông cụ nở một nụ cười hiền. Phải, không cậu thì ai chứ? Cậu theo ta về, ta có điều muốn nói với cậu. Tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, nhưng ông cụ đã nhờ thì tất nhiên tôi không thể từ chối. Đi theo dìu ông cụ từng bước chậm rãi tiến ra cổng rồi bắt đầu đi về. Năm nay cậu đã bao tuổi rồi? Dạ thưa ông, con 23 tuổi. Ý trời, đúng là ý trời mà. Cậu thấy quê mình có đẹp không? Dạ thưa ông, đẹp lắm. Ông cụ gật đầu rồi cười. Ông hỏi tiếp: Vậy cậu có muốn bảo vệ nó không? Tất nhiên rồi thưa ông, con sẽ làm hết sức để bảo vệ quê hương của mình. Không chỉ riêng con mà chắc ai cũng sẽ như vậy thôi ông à. Ông cụ gật đầu. Tốt, tốt lắm. Ta đúng là không nhìn lầm người mà. Vậy cậu thấy hôm nay trời có đẹp không? Dạ thưa, đẹp lắm. Ước gì lúc nào trời cũng đẹp và bình yên như vậy. Ông cụ ngước mắt lên trời, thở dài rồi nói tiếp. Phải, trước khi giông tố, trời luôn đẹp. Còn có giữ gìn được vẻ đẹp này hay không là do chúng ta có chịu hy sinh để bảo vệ nó hay không cậu à? Chắc cậu thắc mắc nhiều thứ về ta lắm đúng không? Vậy ta kể cho cậu nghe về cuộc đời của ta. Ông cụ bắt đầu kể. Ông cụ tên Bình, là anh lớn trong nhà, có ba anh chị em nên được gọi là Hai Bình. Từ nhỏ, ông cũng giống như bao người con trai khác, cũng chỉ ước mơ cả đời gắn bó với ruộng đồng, sống một cuộc sống bình yên, giản dị. Nhưng đột nhiên, ngày hôm đó, xảy ra một biến cố lớn làm thay đổi cả cuộc đời của ông. Ngày hôm đó, ông cùng hai đứa em mình ra sông thả lưới. Lúc đó thì ông cũng trạc tuổi của tôi bây giờ. Đang thong dong thả kéo lưới thì chợt giông tố từ đâu nổi lên. Từ dưới mặt nước có một bàn tay đen đúa trồi lên, bám vào mạn đò rồi bất chợt kéo thật mạnh làm cái đò của ông lật úp. Hai đứa em của ông khi đó còn nhỏ, không có biết bơi. Vậy là ông đành bất lực nhìn hai đứa em thơ dại cứ vậy mà chìm nghỉm dưới đáy sông trong niềm đau xót vô bờ. Sau đó, ông cố bơi vào bờ, nhưng vì quá thương tiếc các em, ông lại nhảy xuống sông định sẽ chết cùng với hai em. Tuy nhiên, ông có cố đến đâu cũng không thể chìm xuống được. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó đẩy ông trở lên bờ. Cứ vậy, ông đã phải sống tiếp trong nỗi đau và sự thất vọng tột cùng. Cha của ông mất sớm. Mẹ của ông vì quá đau buồn vì cái chết của hai đứa con nên cũng không lâu sau đã lâm bạo bệnh mà qua đời. Ôm nỗi đau chứng kiến từng người thân của mình ra đi, ông đã chọn cách bỏ làng đi biệt tích với ý định sẽ không quay về. Ông phiêu bạt khắp nơi. Rồi số phận đưa đẩy ông đến vùng bảy núi của đất An Giang. Ông được một vị pháp sư rất nổi tiếng thu nhận rồi truyền cho đạo pháp. Ông là một bậc kỳ tài học đạo. Mấy năm sau, khi tuổi đời còn trẻ, ông đã tinh thông pháp luật theo lời dạy của sư phụ. Ông xuống núi cứu đời.
Sau đó, ông lại tiếp tục lang bạt, hết nơi này đến nơi khác, đem tài nghệ của mình ra cứu nhân độ thế. Vậy mà, cũng đã ngót nghét 50 năm từ ngày ông đi khỏi làng. Có lẽ vì đoán biết được ngày mình tạ thế, ông cũng nhớ lời dạy của tổ tiên, lá rụng về cội. Ông quyết định sẽ quay về lại làng để sống hết những ngày tháng cuối đời, rồi cuối cùng là được nằm lại dưới cái mảnh đất quê hương. Ngày ông quay về cũng là ngày chú Tám xảy ra chuyện. Vốn dĩ ông đã mang trong lòng khúc mắc tại sao năm đó ông lại không thể chết. Cũng chính tại nơi này, hai em của ông đã mất mạng. Ông quay về ngẫm nghĩ. Đêm đó, ông mơ một giấc mơ kỳ lạ về một người ông tưởng chừng đã quên từ lâu. Thằng chuột, một người bạn chí cốt của ông từ thuở nhỏ. Nó cũng đã không may mất mạng trong một lần ông cùng với nó đi bơi ở khúc bãi bồi. Nó vì cứu ông mà đã mất mạng. Ông vẫn luôn áy náy vì cái điều đó. Một đêm, người bạn thuở nhỏ quay lại thăm ông, nhưng là trong một hình hài khác. Nó đã hóa thành ma gia hại người. Không những vậy, nó còn tu luyện hóa thành ác quỷ, chuyên giết người để hầu hạ cho nó. Ông không thể ngờ rằng người bạn, người ân nhân của mình lại trở thành ác quỷ như vậy. Hóa ra năm đó, nó chết thay ông, làm kiếp ma gia bị đày đọa dưới đáy sông. Nó phải bắt hai đứa em của ông, nhưng lại không muốn hại ông, nên chính nó đã cứu ông thoát chết năm nào. Bây giờ, nó đã lớn mạnh thành một con quỷ hung ác. Nhưng nghĩ đến tình bạn năm xưa, nó hay tin ông trở về làng, đã đến thăm. Nghiệt ngã thay, bây giờ ông là thầy Pháp, nó lại là ác quỷ. Hai thế lực không đội trời chung, bắt buộc phải triệt tiêu lẫn nhau. Nó nói chính nó đã bắt ông Tám, vì cách đây vài năm, ông ta đã cứu sống một đứa bé mà lẽ ra nó phải chết trong tay người bạn của ông. Ông Tám đã đắc tội với quỷ, nên phải trả giá bằng tính mạng mặc dù chưa đến lúc phải chết. Tất cả mọi chuyện, từ khi ông Tám chết, đến cái bàn thờ nhà của ông hai lần bị phá đều là do nó làm. Những vị tổ tiên đã cố sức bảo vệ con cháu của mình, nhưng không thể trước sức mạnh của loài quỷ dữ được. Cũng vì vậy mà họ đã khóc ra dòng lệ máu. Khi đưa ông Tám về nhà, nó cũng đã theo về. Khi đó, ông đã quá mệt mỏi vì vật lộn với con sông, nên đã tới muộn một bước. Kết quả, nó đã bắt mất linh hồn cha ông Tám rời đi trước khi ông kịp đến. Đêm nay, ông sẽ phải giải quyết hết ân oán năm xưa, bất kể là vì hai đứa em của ông hay vì dân làng. Hôm nay, ông và nó phải có một bên biến mất hoặc là cả hai đều phải biến mất. Kết quả này là không thể thay đổi. Tôi nghe xong câu chuyện của ông mà thầm rơi nước mắt. Không ngờ cuộc đời của ông lại phải trải qua nhiều mất mát như vậy. Nay gặp lại ân nhân năm xưa thì lại phải một mất một còn với họ. Tôi thấy thương ông thật sự. Nói xong, ông móc trong túi ra một tờ giấy được gấp kỹ càng dặn tôi nhất định sáng mai mới được lấy ra đọc, nếu không sẽ bị mất hồn mà chết. Tôi nhận lấy tờ giấy mà trong lòng có chút run sợ, nhưng cũng cất vào trong túi của mình. Đưa ông về đến nhà, ngôi nhà của người bà con cho ông ở nhờ, chứ 50 năm nay ông làm gì có nhà. Tôi chào ông ra về. Ông dặn rằng tối nay hãy đi cùng với ông để chứng kiến tất cả, rồi còn học tập dần dà nữa là vừa. Mặc dù sợ hãi, nhưng tôi cũng đồng ý rằng đêm nay sẽ cùng với ông đối phó với cái thứ kia một lần và chấm dứt. Bên này, đám tang nhà ông Tám cũng đã xong xuôi nhanh gọn. Ông Tám được chôn cất ngay buổi chiều hôm đó, theo như lời của ông thầy Hai Bình đã nói. Màn đêm cũng từ từ buông xuống. Tôi biết thời khắc quan trọng đã đến. Tôi một mình đi qua nhà thầy Hai. Qua đến nơi,
đã nhìn thấy ông quần áo chỉnh tề ngồi đợi sẵn. Ông thấy tôi thì gật đầu, không nói không rằng. Tôi và ông lên đường ra bờ sông. So với lúc chiều thì bây giờ ông khỏe lắm, bước đi còn nhanh hơn cả tôi. Ông cứ hiên ngang đi trước, còn tôi lại nói bước theo sau. Không bao lâu đã ra đến bãi bồi. Ông kêu tôi hãy núp ở đây, sau một cái bụi cây rậm rạp mà quan sát. Rồi ông đưa tay vẽ vẽ cái gì đó lên trên trán tôi. Trong giây lát, tôi cảm thấy mình nhẹ nhõm. Mở mắt ra, tôi giật mình hoảng hốt, vì trong mắt của tôi là hàng đàn những thứ đen đúa kinh tởm, nó đang từ từ trồi lên khỏi mặt sông mà nhìn ông thầy bằng con mắt thù hận. Hình bóng của ông thầy nhỏ bé liêu xiêu trước cơn gió, nhưng vẫn hiên ngang khí khái ngất trời, làm cho tôi thật khâm phục. Đến giữa bãi bồi, ông dừng lại, chỉ thanh kiếm gỗ xuống sông mà gọi lớn. Ra đây đi bạn à, 50 năm rồi, chúng ta nên kết thúc tất cả ở đây. Lập tức sóng gió nổi lên, dưới mặt sông thấp thoáng trồi lên một bóng hình to lớn đen thui cao liêu nghêu với cái đầu trọc lóc và đôi bàn tay buông thõng đến quá đầu gối đầy những móng sắc nhọn. Nó cất cái giọng nói khàn đặc đinh tai nhức óc lên mà nói với ông thầy. Tôi biết ông sẽ tới. Tôi đã đợi ông 50 năm rồi, hai bệnh à. Ông thầy chỉ thanh kiếm gỗ vào cái thân hình kia rồi nói. Năm xưa, mày đã cứu tao một mạng, nhưng lại hại chết hai đứa em của tao, làm gia đình của tao tan nát. Bây giờ thì mày tác oai tác quái ở đây hại người. Tại sao vậy? Tại sao mày không đi đầu thai? Con quỷ đáp lời. Đầu thai hả? Mày đã từng làm quỷ chưa? Mày đã từng chịu đọa đày như tao chưa? Năm xưa, vì cứu mày mà tao chết, tao không hề hối hận. Nhưng sau đó, tao lại bị giam cầm ở đây, không được đầu thai. Tao giết em mày là vì tao không còn cách nào khác. Tao đã cứu mày hai lần, mày nợ tao hai lần. Nhưng tao giết hai đứa em của mày, coi như chúng tao quỳ, không ai nợ ai. Tao làm việc của tao, đi con đường của tao, mày đi con đường của mày. Vốn dĩ tao với mày không cần phải liều sống chết với nhau như vậy, sao mày ép uổng tao vậy hả? Ông Hai Bình quát lớn. Mày im đi, mày nói không ai nợ ai sao? Mẹ tao đã chết vì khổ đau khi mất hai đứa con. Mày hại tao nhà tan cửa nát, 50 năm nay không dám về làng. Đó mới chỉ là một việc. Mày ở đây tu luyện thành ác quỷ, hại người, đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng vô tội. Đó là chuyện của tao không thể tha thứ được. Hôm nay tao với mày phải có một người chết. Thà mày đừng cứu tao hôm đó thì có lẽ không có ngày hôm nay. Còn bây giờ đánh đi, tao có phải chết thì tao cũng không có cho mày hại người nữa đâu. Con quỷ trả lời. Được, tao đã chết một lần, tao còn sợ cái gì nữa chứ. Tới đây đi. Ông thầy Hai Bình cầm chắc cây kiếm gỗ, chân xuống bộ tấn, nhảy đấu lên trên không trung, chuẩn bị quyết chiến với kẻ thù và cũng là ân nhân của ông. Lập tức, đám lâu la xung quanh cũng ào lên bảo vệ chủ nhân của mình là con quỷ kia. Ông Hai Bình lấy ra trong túi một nắm đậu tung lên rồi đọc thần chú. Lập tức những hạt đậu sáng lên rồi hóa thành hình người, tay cầm binh khí lao vào tấn công bọn quỷ dữ. Lúc này, ông bắt đầu tấn công đối thủ lớn nhất của mình. Ông móc trong túi ra lá bùa màu đỏ, vuốt qua thanh kiếm gỗ, chỉ tay lên trời kết ấn độc chú. Thanh kiếm sáng lên một màu đỏ của máu trong đêm tối lập lòe, như mang trong mình một sức mạnh ghê gớm. Ông lao vào chém tới tấp, con quỷ cũng không phải dạng dễ ăn hiếp. Nó tung những móng vuốt sắc nhọn của mình ra tấn công lại ông thầy. Xung quanh nó bao bọc một lớp mây đen dày đặc, từ dưới mặt sông không ngừng bốc lên những luồng khí đen đặc như tiếp thêm sức mạnh cho con quỷ. Ông thầy lúc này chắc đã nhận ra nếu cứ đánh nhau trên mặt sông thì sức khỏe của nó sẽ ngày càng mạnh và phần thắng sẽ thuộc về nó. Ông đang tính toán dụ nó lên bờ.
Vừa đánh, ông vừa lui. Nhưng con quỷ kia xứng đáng là quỷ dương đứng đầu khúc sông này. Nó biết ông đang dụ nó lên bờ. Nó nhất định không trúng kế. Nó cứ đứng giữa mặt sông mà đánh. Lúc này, những đậu binh của ông đã bị tiêu diệt gần hết. Trong lúc quay lại nhìn chúng nó đánh nhau, ông vô tình trúng một đòn của con quỷ vào ngực. Ông văng ra xa mấy mét, bay người lên trên bờ cát. Ông không thể ngồi dậy được nữa. Ôm ngực, phun ra một ngụm máu tươi, rồi nằm đó thoi thóp. Tôi lúc này đã không thể chịu nổi nữa, định xông ra cứu ông, thì đột nhiên tôi phát hiện mình không thể di chuyển được. Trong túi quần, tờ giấy của ông đưa đang phát sáng lập lòe như tạo ra một kết giới vô hình, làm cho tôi không thể kêu lên, cũng không thể di chuyển được. Đành trơ mắt nhìn ông nằm đó với chút hơi tàn. Con quỷ thấy ông như vậy, thì nó cười lớn lắm, âm gian cả một vùng. Bạn à, bạn già quá rồi. Bạn vốn không có đánh lại tôi đâu. Bạn đến đây vốn là để chết. Ông thầy Hai Bình tuy đau đớn nhưng vẫn cố nói. Giờ mày có giỏi thì đến đây giết tao đi. Mày có dám không? Con quỷ lại ngửa cổ lên trời mà cười. Với một chút sức tàn của mày thì có thể làm gì được tao. Được thôi, nếu bạn muốn chết trong tay của tôi, vậy thì để tôi đưa bạn xuống dưới làm âm binh hầu hạ cho tôi. Tức thì, từ trên không trung con quỷ hạ người xuống, từ từ nó bay. Chân của nó chạm xuống đất, cũng là lúc những luồng khí đen trên người của nó bay đi hết. Những đậu binh do ông thầy điều khiển cũng đã biến mất hết. Có lẽ do ông đã không còn đủ sức để duy trì nữa. Bầy quỷ dữ như một đàn sói đói bao vây lấy ông. Chúng chỉ muốn lao vào mà xé xác ông ra cho hả dạ. Con quỷ đầu đàn nói với ông. Bạn à, đừng có trách tôi. Tôi sẽ đưa bạn theo tôi. Chúng ta sẽ tiếp tục làm bạn. Ông thầy gào lên. Ai thèm làm bạn với cái thứ ác quỷ như mày? Đoạn ông dồn hết sức bình sinh đứng dậy, dùng kiếm đâm một phát xuyên qua người con quỷ. Không có lớp khí đen bảo vệ, thanh kiếm dễ dàng xuyên qua thân thể của nó như xuyên qua một lần sương mù mỏng. Con quỷ gầm lên một tiếng, rồi nó trợn mắt gầm gừ. Thằng già, mày lừa tao. Ông thầy đáp lời. Chưa xong đâu, coi đây. Ông thầy móc trong túi ra lá bùa cuối cùng, phun máu của mình lên đó. Ông kẹp lá bùa giữa hai ngón tay và gầm lên trong cổ họng. Ngũ lùi pháp chú phá! Con quỷ thấy lá bùa thì nó gào lớn cố giãy giụa thoát ra khỏi ông thầy. Nhưng làm gì được, ông thầy đã ôm chặt lấy nó từ khi nào. Con quỷ kêu lớn. Mày điên rồi, mày làm vậy thì cả tao với mày đều chết hết đó. Ông thầy nhẹ nhàng cười đáp. Thì tao cũng đâu có tính còn sống để quay về đâu. Trên bầu trời lúc này lập lòe những tia sét sáng rực. Bầu trời dần dũ mây đen kéo đến. Tức thì năm tia sét sáng lòa đánh thẳng xuống chỗ hai người đang đứng. Tiếng sấm động rền trời cùng với tiếng hét thất thanh của bầy ma chúng quỷ hòa vào nhau làm cho tôi phải bịt tai lại để không bị ảnh hưởng đến đầu óc. Sau khi giông tố qua đi, mặt sông lại yên bình trở lại. Tôi tự nhiên đã cử động lại được. Trời lúc này cũng đã gần sáng. Tôi vội chạy ra chỗ ông thầy nằm. Ông đang nằm dài trên đất, mặt mũi đã sạm đen. Ông đã không còn hơi thở. Tôi ôm lấy ông mà nước mắt lăn dài. Tôi cứ ngồi ôm ông như vậy cho đến khi trời sáng hẳn. Mọi người chạy tới, thấy ông già người đã cứng, chân tay đã lạnh. Mọi người theo lời ông chôn cất cho ông ngay tại chỗ ông nằm. Có lẽ bây giờ đây, ông đã gặp lại gia đình mình ở một thế giới tươi đẹp nào đó. Ở một nơi mà không có đau khổ,
cũng không có chia lìa. Có lẽ đến bây giờ, sau 50 năm phiêu bạt, ông cũng đã được như ý nguyện. Chết không phải là hết, mà là bắt đầu một cuộc sống mới. Cuộc sống ở cái nơi mà chúng ta vẫn thường ao ước được một lần ghé thăm. Sau khi chôn cất cho ông xong, người dân lại lập một miếu thờ đặt tên là Miếu Ông Hai Bình ngay gần bờ sông để thờ cúng. Tôi chợt nhớ đến tờ giấy ông đưa cho tôi hôm trước. Trên tờ giấy, ông viết rằng ông chọn tôi làm người nối nghiệp ông học pháp cứu đời. Ông có một món bảo vật đang để ở nhà bà con. Kêu tôi về lấy rồi theo địa chỉ của ông ghi trên giấy mà tìm gặp sư đệ của ông để ông ấy thay ông dạy dỗ cho tôi. Ông cũng đã nói chuyện với cha mẹ tôi từ khi nào. Họ vui vẻ đồng ý cho tôi lên đường tầm sư học đạo, mai này giúp đời. Ngày tôi lên đường, bà con ra tiễn tôi đông lắm. Ai cũng hy vọng rằng tôi có thể thành tài mà trở về. Chính tôi cũng hy vọng như vậy. Cầm trên tay món bảo vật của ông, mặc dù không biết nó là cái thứ gì, nhưng tôi hết sức trân trọng. Tôi cảm nhận được rằng ông vẫn đang ở đây, vẫn theo dõi từng bước chân của tôi trên con đường tu luyện đạo pháp gian nan mà tôi sắp phải đối mặt. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện Thầy Hai Bình, tác giả Duy Hoàng. Đến đây, Lam Phương xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.